Nhà hàng xóm đào móng, nhà ba tầng đổ sập trong tích tắc. Một ngôi nhà ba tầng ở Lào Cai đã đổ sập do hàng xóm đào móng làm nhà. Vụ sập nhà không có thiệt hại về người. Ngôi nhà hai tầng một tung khang trang ở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, bất ngờ đổ sập trong tích tắc. Nguyên nhân là hàng xóm đào móng xây nhà. Theo một người dân cho biết, khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 12, căn nhà số 18, phố Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, bất ngờ đổ sập. Chỉ trong tích tắc, căn nhà sập xuống, bụi bay tứ tung ra đường khiến mọi người xung quanh vô cùng hoảng hốt. Vụ sập nhà còn khiến một phần tường của số nhà 14 bị nứt vỡ, nhân chứng thông tin. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối ngày 14 tháng 12, ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai, cho biết vụ sập nhà không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân do nhà bên cạnh thi công xây dựng, đào móng nhà. Còn ngôi nhà bị sập thì cấu trúc yếu nên không may bị sập, ông Khoa nói thêm. Trước đó, hồi tháng 4 năm 2021, một căn nhà ở thành phố Lào Cai cũng đổ sập trong đêm do nhà hàng xóm thi công móng nhà.